Tội về kiểu. Do là bánh ngon mọi người ạ, do bánh ngon, chất lượng. Cái nổi tiếng không? Đây mình sang năm phim live rồi. Mua ở Nick Phạm Quang Linh nha mọi người nha. Giống 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 cái tẩy da chết da đầu của em đấy. À đúng rồi, cung hát. Đủ mà. Thôi chắc là mình xin xuống live đây. Mình xin xuống live để đi Niềng Giang lên cả nhà nha. Ủa hồi lần đây Niềng chưa? Đấy biết ngay mà. Live rồi gần thế rồi à. Mọi người biết là chỗ nào Niềng tốt, mọi người comment đi, mọi người nhắn tin cho em đi. Để em biết cơ sở nào tốt em đi Niềng luôn. Hay Niềng ở đây luôn này, Trung Kính đây. Chị Niềng rồi này, chị Niềng rồi kìa. Và 108 á. Ừ xa. Vào viện đấy ok. Vào viện ok à? Bạn em cũng làm ở đấy. Răng đẹp không? Đẹp. Nhưng mà 108 mỗi lần đi vào mất thời gian lắm. Vào viện nó, trong viện lớn ấy, viện lớn đáng. Đây viện 108 này. Mà giá thì cũng bằng nha khoa Nhật Lý á. Có nha khoa Nhật Lý mà. Nha khoa Hoàng Hương à? Mình có à? Hoàng Hương biết, nha khoa Nhật Lý thì em biết. Hả? Mình đang ở Hà Nội nha cả nhà, đang ở Hà Nội. Có nha khoa Nhật Lý nữa à? Mình đang ở Hà Nội ạ. Bạn nào biết cơ sở nào thẩm mỹ Việt mà làm răng tốt thì làm tốt đấy. Giá hợp cả hợp lý. Ừ. Em đến luôn. Giá cả hợp lý. 162 Cầu Giấy. Không. Chị chả có gì, hỏi gì cũng không có. Niềng tư thôi, à, cảm ơn mọi người nhá. Mày xem số riêng 9 trước nhá. Chào anh Son đi số 8 này. Số riêng á. Ta chả thấy mùi gì cả ấy. Từ lúc tới đang sống. Hoàng Hương ở anh. Chị để đây này, đấy. Lúc tuổi đang sống. Hello mọi người. Lúc tuổi đang sống mà trẻ đã ăn luôn. Đang sống. Đang sống. Chưa chị. Đang non. À đang non. Sống cái gì? À, tí tầm non. Chiều tối anh đem sổ riêng qua cho mà ăn. Ngon lắm. Chiều tối mình đang ở kho. Tối. Em còn chưa ngửi thấy mùi gì. Đi thôi. Thôi. Đấy. Anh ngồi còn la được cái gì không? 4.000 người, 4.000 người này, 4.000 ca mắc. Mọi người gì ta? Mọi người Mọi người gì? Thôi thì chạy nói nhiều. mọi người Niềng Răng ở đâu mà thấy đẹp thì ở Hà Nội á. Cầu Giấy càng tốt. Cầu Giấy càng tốt, gần mình càng tốt. Review cho bọn mình biết với. Mình đang ở Hà Nội, mình đang ở Cầu Giấy. Các bạn nào biết địa chỉ nào ở gần đây thì mọi người comment cho em không? Nhỉ? Uy tín, chất lượng, uy tín, giá cả hợp lý. Thế cái này có ấy vào điện thoại được không? Không. Chỉ iPad thôi à? À phải không nhở? Ừ đúng rồi, chỉ iPad thôi. iPad thì mới cầu giấy được có ở trên nhà này chứ. Khoa Minh Châu tốt này. Nha khoa Minh Châu à? Ê. Mọi người ai đã từng Niềng Răng rồi cho xin cái feedback thì mọi người. Chị Lê không tắm à? Ủa? Mình Niềng mọi người ạ, mình Niềng. Ủa? Mình lúc mà... tối tôi mặc áo đen, hôm mình... nay tôi mặc áo trắng mà, mình... nhưng mà tôi chưa tắm thật. Mình mà Niềng tốt ấy, thì... đẹp thì nhật để sẽ Niềng sau. Tối nay có bánh trung thu nha mọi người. Tối nay vào lúc 10.000 set rồi. 10.000 set bánh trung thu. Bác sĩ Việt Anh ở Sky Lake Phạm Hùng này. Kìa, Phạm Hùng, ở Phạm Hùng gần đây mà đúng không? Ở đâu? Nha khoa Tâm Đào này. Nha khoa gì mọi người? Giờ nhiều người có thông tin nhiều quá nhỉ? Thì không biết thông tin nào là Bác sĩ Việt Anh. Mọi người comment bác sĩ Việt Anh nhiều lắm. Ui, qua gia đình chị săn được 27 cái bánh. Nhanh nhỉ? Hả? 108. 29 cái bánh á? 20 cái bánh. Ui, làm sao mà săn được 20 cái bánh một lúc nhỉ? Bởi vì TikTok thường thường người ta chỉ cho mua một lần 10 cái thôi mà nhỉ? Xong chưa? Bác sĩ Việt Anh ở đâu mọi người? Ngân thử sơ cho anh cái. Bác sĩ Việt Anh. Niềng Sắt nha. Niềng Sắt, mình sẽ Niềng Sắt mọi người ạ. Bác sĩ Việt Anh ở Cầu Giấy. Hình như ở trên kia có một hồi nhóm Niềng Răng đấy. Đúng rồi. Lên đấy mà hỏi cho nhanh. Đây bác sĩ Việt Anh có TikTok đó à này. Sitting thôi. À thế ạ? Sitting à? Bác sĩ Việt Anh có sitting không mọi người? Mà sao có nhân viên bác sĩ comment đây phải không? Cái gì mà Niềng Răng có được 15 củ thôi. Niềng Răng mặt trăng. Rẻ thế à? Nha khoa Việt Anh luôn, tên là nha khoa Việt Anh luôn à? Ừ thì đến luôn đi. Ôi, không có vẻ chị. đi nha khoa Phương Anh à? Trông có vẻ chị à? À trên các hồ nhóm toàn sitting à?
Chị ở Trung Kính đang niềng ở nha khoa Thành An này. Ui, thế em ở Trung Kính hôm nay 36 Trần Quốc Hoàn. Ờ, đi luôn. Chị xin xinh này, chị niềng răng đến giai đoạn nào rồi? Này, 36 Trần Quốc Hoàn. Ơ, 36 Trần Quốc Hoàn là văn phòng của mấy anh quay phim chứ còn gì nữa. Chị chụp ảnh cho em xem, chị chụp ảnh niềng của chị cho em xem có đẹp đẹp không? Nếu mà đẹp thì để em đi, chị ạ. Chị cái đoàn rất đôi em mình nha. Em xem răng chị đã điếu chưa đi ạ? Uy tín không để em, để em xin, em xin chứ. Chị đã niềng trong giai đoạn thế nào rồi? Để em biết cái quá trình niềng để em điểm đi đến niềng. Răng năm hoàng phải 5 năm mới đẹp được. Điên à, 2 năm. Nhanh, mình đang còn bé mà nhanh. Ừ, răng anh còn bé mà, được không? Hơn 1 năm rưỡi. Sao để răng anh còn bé ra sao? Tức là răng người mình đang tôi còn đi còn niềng nhanh lên để tôi đi xuống kho đồng hàng đi, nào. Đi. Ờ, đi okay, đồng hàng okay, nhanh 35.000 một tiếng nha mọi người. Đấy. Ngân này chắc là 30.000 thôi. Mày không công bởi vì mày lấy được bánh trung thu về còn gì nữa. Trừ mà bánh trung thu. Bánh trung thu này, con linh láp này, không có gì nó còn về hết mọi người ạ. Còn con này. Không có gì được rồi. Đúng rồi, nha khoa Nhật Lệ là chỉ có bè đập bè răng đập răng một đôi thôi. Đấy, cái nha khoa này nó ác lắm. Chỉ có bè răng thôi mày ác. Mọi người mình lên đến này mình hỏi mọi người cái gì ta? Trang điểm từ sáng đến giờ nha. Hỏi mọi người trang điểm đâu mà trang điểm filter của ông Hoàng ấy. Chơi lên là mấy câu này bắt đầu tắt. Lâu rồi không đánh son gì luôn á mọi người. Cái gì nhỉ? Hôm mình lên lên mạng, lên lên livestream đang hỏi mọi người cắt tóc ấy. Chỗ cắt tóc. Mọi người comment quá trời luôn sao mình đi cắt tóc. Mình cắt xong tầm khoảng mấy tuần sau hay là gì ấy. Cái tiệm đấy bị phốt luôn. Phốt mạnh luôn á. Bây giờ sợ rồi. Như kiểu mà không hợp vía, không hợp vía. Cho nên là mọi người đừng làm rớt người ta. Đúng rồi. Chết khiếp luôn. Bây giờ đang có thẻ bảo hành ra ngoài được ù tóc mấy lần rồi, được cắt tóc mấy lần mà bây giờ đã dám đi cắt tóc lại đâu. Sợ luôn mà. Sợ luôn. Ôi, hôm qua mình like mình bảo tuyển nhân viên, tuyển các bạn đồng bắt tham ấy, mà tận mấy trăm cái bình luận nhắn tin luôn. Mấy trăm người gọi điện cho cái bàn kia bảo chị Lê ơi, xóa cho em. Sợ luôn mà. Bánh cái gì ta? Ấy đây, có cái gì đây ta? Bánh này nhận cái gì đây? Đúng rồi đấy. Cái bàn này comment đúng rồi đấy. TMC Trung Kit đúng rồi đấy. Những ai mà nhận hàng của bọn mình bán ấy, mà có vấn đề gì thì cứ nhắn tin cho bọn mình nha. Bánh này nhận ăn bên liền được chưa chị? Được ăn được rồi. Bạn xem ở sau cái mặt bánh ấy sẽ có ngày sản xuất đằng sau. Không nếu như mà cách ngày sản xuất tầm khoảng 4 đến 5 ngày là ăn ngon. Đi vào em giặt cái cọ đây. Thôi đi luôn mà. Đi luôn. Thôi bye bye mọi người nha. Cả nhà mình nha. Bọn mình đi ngoài đường xong rồi là gặp cái nha khoa nào mà nó ok la một chút mình vào. Thì bọn mình đi vào thôi. Test thôi bởi vì răng của Hoàng thì test. Nhân phẩm. Răng của Nam Hoàng thì test, nhưng mà khi nào mà răng Nam Hoàng mà làm nhanh làm đẹp thì mình lại làm sau. Còn nếu như mà không đẹp thì thôi né. Là bạn làm mà chụp bài cả. Ê, mình niềng bởi vì cái răng của mình đó. Cái khuôn cười ấy nó không đẹp. Bây giờ mình phải niềng để cho nó đẹp. Điệp. Lệ. Cho nó đẹp. Lên nhật ký niềng răng kìa. Ok bà cả nhà nhá. Đi niềng đi. Toàn xích đinh thôi, ở trên để toàn xích đinh thôi. Quên quên điện thoại em cầm đây này. Xong rồi mình còn con Ngân này còn rủ mình đi làm mũi. Mũi em đẹp rồi, mũi em cao rồi, em không làm mũi. Thôi bye bye mọi người nha. Bye mọi người nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ, một ngày làm việc vui vẻ và chuẩn bị tiền để tới nay săn sale săn đồ trên live của Hoàng Quang Linh Official nha. Bye bye mọi người nha. Để em xin nhà tài trợ Nhật Lệ đi nha mọi người nha. Không có nhà tài trợ gì hết, trả góp đi mà. Trả góp nhưng mà mọi người chỉ trồng một tí chứ. Trả góp đi mà. Tôi chỉ đi cùng thôi. Không cần bóp mà, tôi có máy massage rồi mà. Tôi thấy bao giờ chị đi làm mũi. Bao giờ mới đi làm mũi đấy. Chuẩn bị đi làm mũi mà ai cũng kiểu ai cũng càn. Bye bye mọi người nha.